cô chú, anh chị, quý vị và các bạn. Thì cái đoạn video trước, Tâm đã chia sẻ cho mọi người biết đến cái hoàn cảnh gia đình nhà ông Lê Văn Giới. Đối với bản thân Tâm, Tâm đến thăm và thấy thương quá mọi người ạ. Bây giờ ông Giới là cái trụ cột cho gia đình thì đã chết rồi mọi người. Để lại người vợ già cũng nguyên nhãn, cũng không thể làm gì được. Con trai thì bị mắc cái tật hình như cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống mọi người ạ. Anh đi lang thang suốt. Người con dâu của ông thì đang mắc cái căn bệnh viêm da khớp. Nhìn chị thì rất gì là gầy gò mọi người, xanh xao lắm. Và ba đứa cháu ông, tổng trong gia đình nhà ông bây giờ là còn 6 người. Thì đối với bản thân Tâm, 6 người bây giờ là không làm gì ra tiền mọi người ạ. Mà cái hoàn cảnh thì khó khăn lắm mọi người. Khi mọi người biết đến thì mọi người cảm giác thấy thương lắm mọi người. Thì hôm nay được cái sự trợ duyên rất chi là lớn mọi người, đó là em Hiếu cùng một số cái mạnh thường quân khác đã chung tay mua cho gia đình ông là 2 cái đệm và 4 cái gối đầu, cùng theo đó là những cái bộ quần áo và chăn kèm theo. Còn như mọi người đã biết rồi, anh chị Quân Hòa đây, như đoạn chưa video trước thì anh chị đã giúp đỡ gia đình là 2 triệu đồng. Thấy khó khăn quá, anh chị hôm nay lại kêu gọi mọi người giúp đỡ và sẽ mang một số tiền nho nhỏ đến để trao cho gia đình. Cùng theo đó là chị Trà và chị Ngãi, là hai chị cũng kêu gọi, và những cái tấm lòng khác cũng đã kêu gọi và giúp đỡ cho gia đình. Thì hôm nay sẽ đến để trao tất cả món quà ngày hôm nay và số tiền cho gia đình ông để trong cuộc sống bớt đi một cái phần nào khó khăn. Thì Tâm mời tất cả cô chú, anh chị, quý vị và các bạn cùng Tâm, cùng anh chị và cùng tất cả mọi người ở đây đến để trao cho gia đình cái món quà. Chân này đúng không? Để cho nó không vừa. Rồi. Đấy, không được. Đấy là làm một tí cũng được. Thế đây là chị Trá thì chị đo đây là 1m68 đấy á? Chắc ông muốn mua chân khác. Thước nhưng mà anh chỉ lấy cái đo chắc lớn nhất này á, các bạn chỉ đo kinh bếp mà. Cái này là ngắn hơn rồi. Thế đây mình đo chùm lại. Bây giờ đo đọc trong lòng thôi. Đo trong lòng thôi, phải mình đây đo chùm. Thì là em bảo chị đeo hộ em mà. Gối chị ơi, gối đầu kìa. Đây, chị lồng gối vào. Vỏ gối ở trong rồi. Thì là em nhờ chị Trài bảo chị đo hộ mà. Chị xem có đủ không nhá? Ờ, 4 gói 4 cây. Đâu, trèo lên với em ấy, xem là có ống không? Trèo lên chú xem nào. Đúng không? Ai lên đi, lên làm đi. Đã có điện rồi nhá. Thở ấm nhá. Bây giờ thì cái giường này là bé quá. Cái này khả năng là nó là chiều rộng của nó là không đến mét 6. Mét 4, mét 6, cái này khả năng là mét 4, mét 6. Chứ không phải là mét 8, mét 6. Giường nhỏ quá nhỉ. Đúng rồi. Kể ra cũng chẳng có cái đệm nào nó vừa. Ui, đệm mới đấy, cụ thử lên ngồi đi cho nó ấm, cho nó có làm cho nó đau lưng nữa không nè.
mày xuống. Đấy. Cả năm còn đau đây. Kể nó không kể kể cho các cháu nó gì kể à đây đây đứa út này đúng không còn đây đứa út à không đây đứa thứ hai đứa út nữa nhỏ nhỏ nữa không đây đây đứa út đây đứa thứ hai đâu thứ hai đâu đứa thứ hai đây thì ai chạy đây này đâu, đây kia đấy còn đứa đứa đầu đầu đâu đứa nào cháu một đầu ở ngoài sân nhỉ vào cho cô chú xem nào đây ba chị em vào đây vào đây vào gọi cô chú kia đi cô chú này mang điểm cho trò đấy giờ là không đỡ lạnh hơn nhá mấy hôm vừa rồi chắc lạnh nhưng đây này chú chú Hiếu với cô Hòa mang điểm cho trò này xong ra cảm ơn các chú cô chú chứ đấy đâu đứa đầu đâu chị đầu đâu à à chị đầu đây à đây này cô chú này mang điểm mới mang chăn đến đây này vào vào các cô chú chứ vâng 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 cái chiếu đây trong chương trình em có hoàn cảnh gia đình như thế này thì tất cả các anh cũng về sơ qua còn bác gái bên kia cũng bác gái bên kia cũng bác mình giới thiệu sơ qua về đây dễ anh em như này chú bác chú chị nói chuyện trao đổi dễ nói chuyện dễ hơn cái sợ rộng, cái sợ rộng. Toàn con gái thôi. Được chưa? Mặc được chưa? Mặc luôn, đi cô rồi. Mặc kéo ấy sợ là hỏng khóa phải chui hay sao chị ạ? Không rồi, khả năng mặc chui. Khả năng mặc chui. Ấm không? Ấm không anh? Ấm không? Ấm rồi, được rồi. Đâu con cái cháu vào áo vàng đâu bé béo đâu rồi rồi ra thử quần áo đi nhanh cô chú mặc quần áo đến rồi đâu còn chị gái đầu đâu vậy chị gái đầu đâu vậy à còn một đầu nữa mặc quần áo đi đấy chị mặc áo được không thử mặc áo vừa không
cho nó ấm. To á? To để chị. Thế kìa chị đổ cái túi đen kìa, có cả được nhiều quần áo trẻ con kìa. Đấy cái túi đấy quần áo là hình như là có quần áo trẻ con nhiều hơn. Đấy chị đổ hết ra. Đổ hết ra. Đổ hết ra. Đổ hết ra xem mặc vừa cái nào thì cho các cháu. Vâng. Kìa chị béo kia chắc là mặc cũng vừa kìa. Lớn đâu chị, lớn đâu, ra thử đi, ngại à? Không vừa, mặc cho ấm, không vừa. Không vừa được à? Màu hồng đẹp thế mà. Ok chưa? Cho các cháu nó thử nó vừa. Còn được cái nào cho bà tha xin cái nào. Ôi trời ơi. Nào, không mặc váy nữa, lại mặc áo nữa. Cho nó mặc áo vắt. Đúng rồi. Nào, váy đẹp rồi, biết rồi, đúng không? Nào, này đẹp nữa. Đấy, áo lại còn ấm cơ. Là nóng nóng là mặc áo. Đây một cây hồng ấy nhỉ, đây một cái quần, mấy cái quần hồng kia đẹp em gì nhỉ. Đấy sao cái đấy hơi chặt hay sao bác ơi, cái áo đấy hơi chặt hay sao ấy? Không, nó có áo dày.